Kế hoạch áp giá trần đối với khí đốt xuất khẩu của Nga sẽ khiến nguồn cung bị dừng lại. Đó là lời cảnh báo từ tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga, được đưa ra trong bối cảnh nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 và Liên minh châu EU đang tìm cách ứng phó với chi phí năng lượng tăng cao. Giám đốc điều hành tập đoàn năng lượng Nga Gazprom, ông Alexei Miller cho biết, kế hoạch áp giá trần khí đốt Nga là quyết định đơn phương, vi phạm các hợp đồng hiện có và sẽ dẫn đến việc ngừng nguồn cung cấp. Tháng trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đe dọa cắt nguồn cung cấp năng lượng nếu quyết định áp giá trần khí đốt được thông qua, đồng thời cảnh báo phương Tây rằng họ sẽ bị đóng băng. EU và G7 đang cố gắng áp đặt giá trần đối với dầu và khí đốt của Nga do chiến dịch quân sự của Moscow tại Ukraine. Trước đó, ngày 25 tháng 9, 15 quốc gia đã kêu gọi Ủy ban châu Âu đưa ra mức giá trần đối với tất cả các mặt hàng khí đốt nhập khẩu từ Nga. Theo giới chuyên gia, việc cắt giảm nguồn cung từ Nga, nhà cung cấp khí đốt tự nhiên hàng đầu thế giới đồng thời là nước xuất khẩu lớn thứ hai sau Ả Rập Xê Út, sẽ làm chao đảo thị trường năng lượng toàn cầu, đẩy giá năng lượng lên cao hơn nữa.